Ê, bên đây theo con mấy con Mitsubishi nè, bên đây xe của Nhật Bản mới thuần thục nha, cốt xéo cốt thẳng đầy đủ nha. Đây Mitsubishi, máy trình xe băng luôn nha bà con. Đó, đẹp không? Mới trong thùng luôn. Và bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Này mới thùng bảo hành bà con 1 năm nha, tháng đầu tiên hư hao đổi mới thôi bà con. Thì nguyên bộ dàn lá taxi đầy đủ nha. Bà con mua gì bán đó, máy mới hoàn toàn nha. Bảo hành 1 năm. Đây. Mới trong thùng. Đó, nguyên bộ vậy rồi con. Hàng mới luôn bạn nha, bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. 0886356707 nha. Đẹp nha. 6 cửa 3 cốt xéo cốt thẳng đầy đủ nha. Đây, dàn láp thì có hai chất liệu bằng sắt và bằng inox. Mà con chọn nào phù hợp với điều kiện con xài hay với môi trường á, mà con chọn. Sắt inox. Mẫu mã giống nhau, chỉ khác là chất liệu thôi nha bà con. Mẫu mã giống nhau, chỉ khác chất liệu thôi. Ờ, con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đó, có số dàn lắp đuôi tôm. Dàn xi máy dầu. Hàng mới, xi máy xăng máy dầu đầy đủ nha. Quá là tuyệt đẹp không? Đó. Mới trong thùng rồi con. Chất liệu gồm có dàn xi thôi hay dàn láp đó, có một cái bằng sắt, cái inox. Mẫu giống nhau chỉ khác chất liệu thôi, thì theo điều kiện mà con xài cho phù hợp nha. 0886356707. Sản phẩm máy đó, mới con thùng bảo hành mà con 5 nha. Tháng đầu tiên hư hao chục chặt đổi mới thôi. Rất đẹp nha. Đây chân lốp nó anh xe băng đồng hoàng nha bà con. Đây. Anh xe băng đồng hoàng nha. 181 anh xe băng. Sau này là cải tiến cổ vô bằng gang, xài rất là bền. Đây là cốt xéo nè, không? Cốt xéo nè không? Ồ con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Mới rồi bà con. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đẹp nha. Bỏ hành 5 nha, tháng đầu tiên hư hao đổi mới thôi. Đi xe băng nha bà con, đây. 181 mới đi xe băng đường vàng. 181 mới xe băng, 63. Rồi con có nhu cầu luôn nè, 0886356707.
Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.